Nè, quà gì đây? Đây. Chuối. Đây là, đây là quà gì con? Táo. Tiếng Anh là gì? Quả tiếng Anh là gì nhỉ? Apple. Đây là quả gì con? Quả chuối. Đây, đây là quả gì? Chuối. Tiếng Anh là gì? Tiếng Anh là gì nhỉ? Banana. Banana. Đây là quả gì? Nào con. Ừ, quả gì đây? Quả ổi. Không, quả gì nhỉ? Quả ổi. Quả lê. Lê à? Ừ, tiếng lê Anh. Lê là... quả ổi đâu? Quả ổi em không có con ạ. Thế tiếng Anh thì quả lê là gì? Pear. Đúng rồi. Thế đây là quả gì? Quả gì nhỉ? Quả chì máu. Quả chì máu á? Không. Đây là bạn mảng chảy máu này. Ừ, nhưng mà đây đấy là hình ảnh của bạn, không phải bạn bị chảy máu đâu con. Đây là quả đào. Đào. Quả đào tiếng Anh là gì? Peach. Peach. Đúng rồi. Mẹ bạn thì bị chảy máu đấy. Ừ, mẹ thương bạn lắm. Rồi, thì đây là mẹ hỏi tiếp, đây là quả gì? Quả dưa hấu. Đây mà. Quả nho. Ừ, tiếng Anh là gì? Grape. Tiếng Anh là gì con nhỉ? Grape. Đúng rồi. Thế mẹ hỏi con đây là quả gì? Quả su hấu. Tiếng Anh là gì? Ờ con lấy quả su hấu. Ừ, được rồi. Nhà mình có nhưng mà hỏi đây là quả tiếng Anh là gì? Mẹ ơi, con lấy quả su hấu. Nào, thì đây là quả gì? Quả su hấu. Nào, thì con ngồi vào đây mẹ. Ừ, con... mẹ chụp ảnh quả su hấu này. Đây mẹ chụp ảnh rồi. Chụp ảnh rồi. Được. Thì tiếng Anh quả su hấu là gì? Watermelon. Nào đọc lại, đọc to lại. Watermelon. Đúng rồi. Con quả su hấu nhá. Ừ. Rồi, các em để đây nhá. Để tớ tối bạn ngủ cùng mình nhá. Rồi. Thế con đây đây là quả gì hả con? Quả sứa. Tiếng Anh là gì? Là trái cây kiều. Tiếng Anh là gì cô? Là trái cây khó kiều. Thật sự là mày cũng không biết quả dứa. Ở đây là họ phiên âm là gì nữa? Phiên là. Ờ. Thế quả này là quả gì? Quả stay. Ừ, tiếng Anh là gì con? Strawberry. Strawberry, đúng rồi. Thế đây là rau gì? Rau bắp cải. Đúng rồi, thì tiếng Anh là gì con có biết không? Cabbage. Cabbage, đúng rồi. Thì đây là quả gì nhỉ? Ổi. À, nào, không, đây là quả bí đao. Quả bí đao. Con có biết tiếng Anh là gì không? Pear. No. Pear. Đây, con có thể phiên âm được, con có thể đọc được không? Beer. Không. Beer. Red wow. Red wow. Bố về. À dạ, ôi giời. Đây đây mẹ hỏi đây đây quả gì con? Quả. Quả gì nhỉ? Mẹ vừa bảo. Quả ao. Quả dưa chuột. Quả su chuột. Đúng rồi, thì tiếng Anh là gì con có biết không? Cucumber. Đúng rồi, chứ tiếng Anh thì biết, tiếng Việt thì không biết. Thế con đây quả gì đây? Quả ngô. Thế tiếng Anh là gì? Pumpkin. Pumpkin, đúng rồi. Thế đây là quả gì con nhỉ? Quả su. Quả ngọt. Mẹ biết rồi, quả ngọt nhưng mà nó tiếng Anh là quả này là gì nhỉ? Quả chua. Đúng rồi, thì tiếng Anh là gì? Tomato. Tomato, đúng rồi con. Thế đây là gì? Quả hát ngô. Bắp ngô thì tiếng Anh là gì con có biết không? Peas. Không, tiếng Anh là gì con có biết không nhỉ? Corn. Corn. À, tiếp nhá. Đây là gì? Ô rách rồi à? Không phải rách nha con ạ. Đây là gì nhỉ? Quả trứng. Đúng rồi, tiếng Anh là gì? Egg. Đúng rồi. Thì con ơi, đây là cái gì con nhỉ? Bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật, tiếng Anh là gì? Tuổi bánh sinh nhật. Ờ, tiếng Anh là gì con? À, quả sô tê này. Đúng rồi, nhưng mẹ hỏi tiếng Anh thì quả bánh sinh nhật là gì nhỉ? Tuổi cái bánh sinh nhật. Tiếng Anh bánh sinh nhật là cake. Cake. Cuộc. Không phải cuộc. Thế đây là gì con nhỉ? Con có biết không? Con lợn. Ừ, biết là con lợn rồi, nhưng mà đây là cái gì nhỉ? Cái bánh. Bánh, đúng rồi, thì tiếng Anh này con biết là mẹ, gì không? Mẹ có mua cái bánh rồi. Ừ, mai mẹ mua cho con nhá. Thì tiếng Anh của cái bánh là gì? Sô-cô-la. Không. Petro. Không. Petro. Pickies. Pickies. Yeah, thế đây là gì con nhỉ? Quả trứng. Không, đây là cái gì con? Nhìn lại.